Tranh thủ cho tao nhá. Gửi lớp được có 40 phút thôi đấy. Rồi biết rồi. Nhắm mắt thư giãn đi. Này. Ừ? Thế hôm qua anh Nghiêm đi làm đột xuất thế rồi thì hôm nay có được nghỉ bù không? Vẫn đi làm như thường. Anh Nghiêm mà nghỉ, anh ấy còn buồn hơn ấy. Thế à? Hôm nào rảnh qua tao, tao làm cho cái đầu mà giữ chồng nhá. Sao phải thế? Chồng tao chỉ không yêu tao thôi, chứ làm gì đến mức mà phải giữ. Ôi dồi ôi, nếu có đi ông ấy để cho mày biết chắc. Chồng tao tao biết mà, anh Nghiêm chỉ yêu công việc thôi. Nếu mà đi thì chỉ là đi đến nơi có công việc. Thế hôm qua mày có hỏi ông ý xem là tai nạn nặng hay không? Sao lại không về kịp đám dỗ? Anh ấy bảo nặng. Thế mà không tin. Anh... Nhầm. Tin thì sao không nữa. Công việc anh ấy thế mà. Chuyện bị gọi đi làm đột xuất như cơm bữa. Đêm hôm qua ấy cũng bị gọi đi chứ mày tưởng. Đêm qua đi à? Mày làm sao đấy? Nhầm, nhầm, sao đấy? Nhầm. Này. Hả? Mày nghi ngờ gì anh Nghiêm và tao đúng không? Không, tao nghi ngờ gì đâu. Tao chỉ thấy đã là vợ rồi thì thỉnh thoảng phải hỏi thăm chồng xem ông ấy đi làm thật hay là đi chơi. Có khi đi nhậu nhẹt thì sao? Hồi mới cưới, tao cũng kiểm tra sát sao lắm. Nhưng mà ông Nghiêm và tao ấy, đúng là không nói dối bao giờ. Ừ. Nhưng mà nhỡ đâu ông ấy có người phụ nữ khác bên ngoài thì sao? Giống với ông chồng trên phim ấy. Công nhận là cô có xem phim ông khác. Tầm hiểu biết của cô ấy đúng là hơn người. Đây, con người ấy. Cô ơi, cô cho con hỏi thật nhá. Thế cô là vợ cả hay là vợ hai đấy ạ? Ok. À không, cô không cần nói, con biết rồi. Đây này, nhìn cái thân hình luật là của cô như này thì con đoán chắc chắn cô là vợ hai. Chứ nếu như cô là vợ cả để tầm độ dăm ba đứa như là cô Đào nhà con ấy thì thân hình nó phải xồ xề như này cơ, đúng không cô? Con này chỗ phải hỏng hết ạ. Người lớn đang nói chuyện nhảy bổ cái bồn vào. Thì con chỉ nói sự thật thôi. Đến kia. Thế thôi, cháu ra ngoài ăn đây, tầm 2 tiếng nữa cháu về nhé cô. Lắm chuyện thật đấy. Đào ơi. Ừ? Tự dưng mày hỏi mấy câu tao lại thấy bất an quá. Tao chỉ buôn chuyện thôi, có gì đâu hả mày. Tao nghĩ vợ chồng cần phải biết rõ nhau làm gì để mình đề phòng, giữ gìn trước mọi cám dỗ chứ. Tao không nghi ngờ hay là khẳng định gì đâu đấy. Thế bây giờ mày bảo tao phải làm sao? Này, mày gọi cho ông Nghiêm đi, kiểm tra xem ông ấy đi làm thật hay là đi chơi. Ừ. Nhưng mà không được. Sao? Nhỡ đâu anh ấy đang làm việc, tao gọi điện lại gây phiền phức, rồi ông ấy giận tao thì sao? Bảo em nhầm, em quên. Giờ trưa này mình hỏi thăm một tí có sao đâu. Gọi đi. Sao đây em? À... anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi. Có chuyện gì không? Dạ không có chuyện gì đâu ạ. Em chỉ gọi điện hỏi thăm thôi mà. Vậy thôi nhá, anh phải làm việc đây. Vâng ạ.
Mày thấy chưa? Rồi, thấy rồi. Không đi làm thì đi đâu được nữa? Vì mày nghe tao, bây giờ mày yên tâm hẳn rồi còn gì. Ngoài đêm qua, còn đi đâu nữa không nhỉ? Vẫn nghi ngờ. Không, tại con Thơm ấy, nó nói với tao là đất nước mình một ngày có 5 vụ đánh ghen. Tao nghi ngờ, tao điều tra ông Quý xong rồi, yên tâm rồi. Bây giờ tao hỏi han đến mày, chị em có gì sắn tay vào giúp đỡ, đúng không? Vâng, tao cảm ơn. Nhưng mà làm nhanh nhanh lên cho tao còn về trường nữa. Rồi, thư giãn tiếp đi. Tại sao anh không nói với em chị chủ shop online là mẹ cà chua? Sao em biết? Sao không biết? Vừa nói chuyện với nhau ở trong kia kìa. Này. Hả? Bạn đang làm sao đấy? Chị đã bảo là đau bụng rồi. Tại sao anh nói dối em? Anh có nói dối đâu. Anh bị đau bụng thật mà. Em không nói cái chuyện đau bụng, chuyện khác cơ. Chị ấy bảo anh làm rất tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn. Đang làm tự dưng lại nghỉ. Tại anh không muốn làm nữa. Làm hai nơi cùng một lúc mệt quá. Việc chính của mình thì lại không tập trung được. Không nên tham quá đâu vợ ạ. Không đúng. Không đúng với cái tính cách của anh nhá. Sao? Anh có chuyện gì để nói với em không? Alo, ai đấy? Con chào bố ạ. An đấy hả con? Con đang ở đâu? Mấy hôm nay bố tìm con mãi. Dạ. Mấy ngày nay bố có khỏe không ạ? Con bỏ đi thì bố khỏe làm sao được. Nói cho bố biết đi. Con đang ở đâu để bố đến bố đón con về. Nhưng mà bố không được uống rượu đâu đấy. Ừ, bố không uống nữa. Bố tỉnh táo. Bố nhớ hai mẹ con. Nói cho bố biết đi. Con ở đâu để bố đến bố đón hai mẹ con về. Đây là chuyện giữa tôi và anh Hào. Các anh biết cái gì mà tham gia? Chúng tôi không muốn tham gia vào chuyện của cô. Nhưng việc cô nhắn tin hù dọa cậu Hào như thế, chúng tôi lo cho tính mạng của cô nên mới tới. Hay đấy. Anh đem chuyện của hai đứa ra kể với bạn anh để khoe chiến tích à? Không phải. Tại anh không biết xử lý tình huống này thế nào nên mới nhờ hai anh ý đến để nói cho em hiểu. Tôi không muốn nói về chuyện riêng của hai người nữa. Mặc dù tôi không hề ủng hộ, và pháp luật thì lại càng không. Tôi chỉ muốn đến đây để phân tích cho cô hiểu rằng cô làm như vậy không có ích gì cả. Cô đừng có dại dột theo đuổi một người đàn ông đã có gia đình nữa. Và lại nếu như cậu Hào thực sự yêu cô, đã không bao giờ phải để cô níu kéo.